Thế hệ 8X và đầu 9X của chúng tôi hầu như ai cũng biết đến phim trưởng, bởi vì cái thời mới hội nhập ấy làm gì có món ăn tinh thần nào ngoài những cuốn phim băng bộ phim kiếm hiệp của Hồng Kông. Lúc nhỏ tôi vẫn hay lấy một khúc gỗ dài để làm thanh huyền thiết trọng kiếm, bỏ áo vào trong tay áo giả vờ như bị cụt tay, rồi còn dùng băng keo dán chỉ vào hai bên tóc mai để nhìn cho giống Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp. Quả thật những ngày tháng ấy là những ngày tháng ngây thơ và đáng nhớ nhất cuộc đời của tôi, mà có lẽ mãi về sau tôi sẽ không bao giờ quên được nó. 15 năm về trước, khoảng 2005, những quán internet bắt đầu mọc lên rầm rộ ở Việt Nam, và đó cũng là thời điểm của một tựa game huyền thoại ra đời, Võ Lâm Truyền Kỳ 1 phiên bản Công Thành Chiến. Nếu bạn đi hỏi các bậc đàn anh, thậm chí là những ông chú U50, thì tôi đảm bảo với các bạn ai cũng biết đến tựa game này, ai cũng có một thời trẻ dại, ngông cuồng và điên rồ. Tôi cá là bạn cũng như tôi, cũng đã từng xén bớt tiền học thêm để nạp cạc chơi game, hay những lần trốn học nhìn ánh sáng đỡ có thể đắm chìm vào một thế giới võ hiệp, tuy ảo nhưng lại vô cùng chân thực ấy. Và tôi đã từng nói dối với mẹ của mình rằng phải đi học thêm môn giáo dục công dân để có được 60k nạp một tháng ngày chơi. Không biết bạn có nhớ hay đã quên rồi, Ba Lan Hiện, Thanh Thành Sơn, rồi Trường Bạch Bắc Nam, Ngàn Năm Tuyết Phủ, những lần đánh nhiếm binh thành Tương Dương, đi đến bãi tranh nhiều quá nhất ở Tây Nam kiếm cát, những lần vì cuộc sống mà muốn bỏ game, lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường đứng bên cầu chụp lại một tấm ảnh cuối cùng để làm kỷ niệm, hay những lần ban hội đấu khẩu trên kênh thế giới ấy, vậy mà lúc offline gặp mặt nhau lại tay bắt mặt mừng rồi thành tri kỷ tâm giao. Thế giới ảo ấy tuy ảo mà lại thật vô cùng. Đến khi trở thành một cậu sinh viên một mình ở chốn xa thành đô hội, những lần đi làm thêm khuôn vác chạy bàn để có thể kiếm thêm thu nhập trang trải phụ gia đình, và phần nào đó là duy trì đam mê với thế giới kiếm hiệp đầy tuyệt vời này. Những năm tháng xa nhà sống kiếp sinh viên và sau đó tốt nghiệp ra trường đi làm mang đến biết bao nhiêu lo toan muộn phiền bởi sinh kế và khát vọng lập danh, tôi đành từ bỏ đi đam mê với game mà tập trung vào công việc ấy. Mà những trận tống kim, những cuộc công thành chiến kinh tâm địa phát thỉnh thoảng lại quay về với tôi trong những giấc mơ đẹp khó mà quên. Năm nay tôi đã ngoài 30, những người bạn trong game ngày xưa đến nay còn giữ liên lạc với nhau, có người buôn đao xếp giáp vui thú điền viên với vợ con, cũng có người lao đao ngồi kia với bao nhọc nhằn trong cuộc sống. Những người bạn vong niên, có người về Đà Lạt mở homestay vui với cỏ cây, cũng có những anh em bây giờ đang ở đất khách quê người chăm lo cuộc sống. Mấy hôm nay ở nhà vì dịch bệnh, tôi đọc thấy vài quảng cáo trên Facebook tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 ngày xưa, bao ký ức lại tràn về. Và tôi có rủ một người bạn đang sống và làm việc ở San Jose và cùng chơi, vì game này dành cho anh em ở USA chắc chắn sẽ không bị lag. Sau khi Urban Server thành công với mong muốn tăng thêm số lượng member cũng như tìm kiếm thêm lượng member người Việt tại Hoa Kỳ và các nước lân cận, ban quản trị Hải Ngoại Truyền Kỳ xin bắt đầu phát code và chạy quảng cáo nhằm đẩy mạnh số lượng member tham gia game hiện tại lên đến tầm cao mới và nằm trong một phần chiến lược phát triển game Võ Lâm tại Hoa Kỳ. Code thương phùng lệnh bài bao gồm hỗ trợ cấp 65, vòng sáng phục hồi X3 Excel đến cấp 79, xét kim phong 7 ngày, skill 10-60, thanh thành phù 1 tháng, thổ địa phù 100 lần, ngựa 6X, 10 bình, tiền thổ lộ 1 giờ, chết không mất, bí kíp môn phái khi đạt đến cấp 80. Cuộc đời đôi khi sẽ có những giây phút muộn phiền và rồi cũng có những sát na an ủi. Tôi nghĩ ít nhiều ngoài gia đình thì ở chốn võ hiệp online này vẫn còn đâu đó những người anh em vẫn trông đợi bạn quay về để cùng nhau trội khúc tiêu cầm tiếu ngạo cũng như lệnh hồ, rồi cùng về với danh doanh như anh em ta, rồi sẽ lại sát cánh cùng nhau trong những trận phong vân luận kiếm.